Sau bản hợp đồng với ngoại binh Joao Mario Nunes Fernandes, Guinea-Bissau, nhằm cải thiện sức mạnh hàng tấn công, Hoàng Anh Gia Lai FC đã mang về thêm một cầu thủ ngoại để củng cố hàng thủ. Cái tên được lựa chọn là trung vệ Jairo Rodriguez Peixoto Filho, người từng sát cánh cùng ngôi sao nổi tiếng Neymar Jr khi cả hai khoác chung màu áo đội trẻ câu lạc bộ Santos, Brazil. Trung vệ Jairo không phải cái tên xa lạ ở V-League. Mùa trước, ngoại binh sinh năm 1992 khoác áo câu lạc bộ Khánh Hòa, thi đấu 14 trận ở V-League và ghi 3 bàn thắng. Jairo được đánh giá cao ở khả năng chỉ huy hàng thủ, tranh chấp cũng như có duyên ghi bàn ở các tình huống dâng cao. Sự xuất hiện của Jairo được huấn luyện viên Kiatisak Senemiwang chờ đợi giúp Hoàng Anh Gia Lai phòng ngự vững vàng hơn. Với bản hợp đồng mang tên Jairo, nhiều khả năng Hoàng Anh Gia Lai sẽ chia tay Pep Dayakit, ngoại binh cũng đang chơi ở vị trí trung vệ. Jairo có kinh nghiệm thi đấu phong phú, khi từng khoác áo nhiều đội bóng ở các quốc gia khác nhau. Cầu thủ sinh năm 1992 trưởng thành từ lò trẻ câu lạc bộ Goiás, Brazil, sau đó được câu lạc bộ Santos tuyển chọn vào đội U20, sát cánh cùng Neymar trong 2 năm, năm 2009 đến năm 2010. Tuy nhiên, sau đó Jairo không được chọn lên đội 1 như Neymar, mà bắt đầu hành trình phiêu lưu đến rất nhiều câu lạc bộ trải dài từ Nam Mỹ, châu Âu đến châu Á. Jairo đã chơi bóng ở cả Brazil, Bồ Đào Nha, Azerbaijan, Iran, Nhật Bản, Ấn Độ. Dù không để lại dấu ấn đậm nét với đội bóng nào, song Jairo có khả năng thích nghi tốt. Đây là điểm tựa để Hoàng Anh Gia Lai xây lại tuyến phòng ngự, vốn bất ổn với những xáo trộn nhân sự trong những mùa giải vừa qua. Hoàng Anh Gia Lai chơi không thành công ở V-League 2023 khi rơi vào nhóm đua trụ hạng. Vì thế, các học trò của ông Kiatisak đang hướng tới mùa giải năm 2023 đến năm 2024 với thành tích tốt hơn.